Mình đã rất là suy nghĩ không biết là sẽ tặng một cái món quà như thế nào cho một vị sếp của mình. Tại vì sếp thì dư dả tiền bạc rồi, không cần những cái món quà quá đắt đỏ và xa xỉ đâu. Tại vì căn bản là quá đắt đỏ và xa xỉ thì bản thân mình cũng không có tiền. Nhưng mà đang cầm một cái bút ở trên tay thì mình nghĩ sẽ là một cái lựa chọn khá là ok nếu như mình chọn cho sếp của mình một cái cây bút mà có thể giúp cho anh ấy có những cái hợp đồng nhiều tiền, thì sếp của mình sẽ rất là happy lắm đây. Và vòng vo vậy thôi, thì sản phẩm ngày hôm nay Chí Tà Ba Ba sẽ cùng giới thiệu cho các bạn sẽ là một cây bút máy giúp chúng ta có thể thay thế được cái ruột bút và giúp cho các bạn có thể bơm mực được, cũng khá là linh hoạt với hai cái option như thế này. Và bây giờ thì hãy cùng với mình mở hộp và xem thử là cây bút máy này nó sẽ có cái thiết kế và ngoại hình có xuất sắc không nha. Và với mẫu bút máy này thì các bạn sẽ có tới 3 màu sắc để chúng ta có thể, mình vừa tới 4 lần, 3 màu sắc thôi nha, để cho các bạn có thể lựa chọn. Với màu này là màu đỏ quyền lực, màu đen quyến rũ, và cái này là màu xanh. Màu xanh tức có nghĩa là cái phần thân máy các bạn nha, phần nắp, phần thân máy là màu xanh. Cái này là màu đen và cái này là màu đỏ. Và bây giờ thì mình sẽ khui cái hộp màu xanh. Mình đã thử cái hộp màu đen rồi. Và bây giờ thì mình sẽ khui cái hộp màu xanh để cho các bạn xem. Đó. Và mình sẽ khui ra. Đây là một mẫu bút máy đến từ nhà Kako. Bạn Minh thấy là bao bì nó cũng rất là chắc chắn và kiểu như đây là một dòng sản phẩm cao cấp. Sports for Silent. Sinh ra là xuất sắc rồi, ghê thiệt. Và khi mà các bạn mở ra thì các bạn chỉ cần kéo như thế này thôi. Và như các bạn cũng thấy là sau khi mình đã khui hộp ra thì lần lượt đây là tổng thể các sản phẩm của mình. Đây sẽ là một cây bút máy màu xanh dương, rất là nổi như thế này, cầm khá là chắc tay. Và phần ở phía trên các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một cái phần mạ vàng á, nhìn nó cũng có một cái điểm nổi bật thơm hơn nữa cho chiếc bút của mình. Và ở đây các bạn sẽ có hai cái bình mực nhỏ. Trong trường hợp các bạn xài hết cái bình mực nhỏ này rồi, chúng ta hoặc là chúng ta không thích xài bình mực này, thì các bạn có thể sử dụng một cái khoang chứa mực. Và cái khoang chứa mực này thì các bạn có thể mua mực của chính là mẫu ba luôn. Và hiện tại thì cửa hàng của mình có bán hai màu mực là màu xanh và màu đen như thế này. Và bây giờ thì mình sẽ bơm mực và test thử là cái bút này á, nó có cái độ êm ái hoặc là cầm cảm nhận như thế nào, thì mình sẽ cùng chia sẻ với các bạn nha. Mình sẽ test màu xanh. Khi mà các bạn lấy ra với cái bút này á, thì nó sẽ không có cái ruột sẵn ở trong nha. Các bạn lấy cái này ra, lấy cái ruột mà được trang bị sẵn chung cái hộp á, thì các bạn lấy ra một cái xong rồi mình ẩn vào rồi mình đã có thể sử dụng được rồi. Và đây là cái phần đầu trên của chiếc bút máy này. Các bạn sẽ thấy là nó có một cái màu sắc là màu mạ vàng, thì nhìn nó điểm tô được cái sự sang trọng khi mà chúng ta cầm cái chiếc bút này ở trên tay. Và mình thấy là nếu như mà các bạn học sinh á, hoặc là những ai mà rèn chữ á, thì cũng là một cái đối tượng rất là thích hợp khi mà chúng ta sử dụng một cái chiếc bút này để giúp cho cái chữ viết của mình nó đẹp hơn. Và với cái phần phía dưới thì như hồi nãy mình có giới thiệu với các bạn rồi, thì bây giờ mình sẽ gắn cái phần khoang mực chứa mực vào để thực hiện cái thao tác là bơm mực. Đó. Và ở đây các bạn sẽ thấy là khi mà chúng bạn đặt vào thì mình chỉ cần xoay và rút lên để có thể bơm được một cái lượng mực vừa đủ, hoặc là cái như theo cái nhu cầu xài. Đó. Đây. Đó, các bạn thấy là nó lên mực từ từ nè. Đó. Ui, mình nghĩ là một cái lượng mực một lần bơm như thế này là chúng ta có thể dùng rất là thoải mái rồi. Và sau khi mà mình đã bơm mực xong thì cái thao tác đây, chỉ cần xoay nhẹ như thế này thôi và mình sẽ biết. Ôi, mình đang viết chữ mà mình thấy cái bút này nó cũng khá là êm mà. Cái đường đi nó cũng rất là nhẹ khi mà chúng ta cầm. Cầm kiểu cái bút nó đầm hơn so với những cái bút mà bút bi thông thường đó các bạn.
Và dòng mà mình gửi đến với các bạn trong một cái mùa nhạy cảm như thế này thì các bạn hãy nhớ giữ sức khỏe để có thể vượt qua mùa đại dịch này nhé. Và cái bút này, nếu như mà chúng ta muốn có một khoảng thời gian để rèn chữ nè, hoặc là tặng cho những người thân của mình như là một cái món quà ý nghĩa tặng cho sếp của mình, nếu như các bạn không biết nghĩ ra một cái món quà gì đó để gửi tặng thì có thể lựa chọn ngay cho mình một cái bút khá là xịn và sang, cũng như là mang lại cho mình một cái trải nghiệm khá là thú vị khi mà chúng ta cầm ở trên tay như thế này. Thì các bạn có thể đến ngay với các cửa hàng của Chiếm Tầm Mobile với các địa chỉ như là 147 và 149 Nguyễn Tri Phương, và địa chỉ thứ hai là 128 Hậu Giang, quận 6, để có thể trải nghiệm ngay, sở hữu ngay cho mình một cái chiếc bút máy khá là xịn như thế này nha. Và các bạn ơi, các bạn đừng quên nhé, đừng quên nhấn vào nút subscribe kênh để có thể cập nhật được hết tất cả những video clip mới nhất mà tụi mình sẽ chiếu trong khoảng thời gian sắp tới. Và nếu như các bạn có những cái thắc mắc hoặc là những cái đóng góp nào để có thể giúp cho tụi mình xây dựng kênh một cách hoàn hảo hơn thì các bạn hãy cùng để lại cái ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận nhé. Và bây giờ đây thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.